Xin chào các bác. Lên sóng giới thiệu và bán với các bác và toàn thể anh em một cái âm ly của hãng Kenwood, model nó là VH55. Đây là một cái âm ly đa năng, nó kiêm luôn chức năng là chơi đĩa CD anh em nhé. Đĩa CD của nó con này là cái dòng đĩa hút. Đấy. Đồng thời nó chơi ổ MD. Đấy. Tiếp theo nữa là nó có thể chơi qua điện thoại máy tính qua jack 3.5. Đó. Và một tính năng đặc biệt của nó nữa là nó có thể làm giải mã DC cho một thiết bị âm ly khác. Đấy. Tuy nhiên thì cái tính năng này thì cũng khuyến cáo anh em, nếu như mình mới chơi hoặc là chơi theo hình thức gọi là chơi để gọi là tập chơi ấy, thì anh em có thể tham khảo nhé. Bởi vì là cái tính năng giải mã này thì nó hơi phức tạp với trên con âm ly này, vì nó phải giải mã có mồi, tức là mình phải có một cái đĩa MD mình thả vào đây và mình sau đó mình nút rec này nhé để cho nó mồi thì nó mới có thể là chơi giải mã được cho chính nó và cho một thiết bị âm ly thứ hai. Đấy, thì nếu anh em thích chơi giải mã, anh em có thể tham khảo những cái mẫu giải mã khác bên em đang bán, giá nó cao hơn chút xíu, tuy nhiên thì nó sẽ là giải mã chuyên nghiệp hơn. Còn cái dòng này thì nó là giải mã có mồi, thì nó chỉ là cái giải pháp gọi là tình thế thôi cho anh em mới chơi hoặc anh em bị hỏng giải mã, hoặc anh em có thể dùng nó làm giải mã. Tuy nhiên thì nó qua một cái hệ thống đĩa MD cho nên nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái ổ này. Em nói ví dụ trường hợp ổ đĩa lâu ngày mát đọc có kém thì đồng nghĩa việc cái tính năng giải mã đó sẽ không còn hoạt động được nữa. Thế cho nên là các bác cân nhắc khi mình mua để làm giải mã nhé. Thế còn cái con âm ly này em giới thiệu và bán với các bác chủ yếu cho các bác nào mà ví dụ mình có cái cục như này mà mình bị lỗi rồi thì mình có thể mua về để thay thế để ghép vào loa, hoặc là mình có thể mua về để ghép với cái cặp loa khác của mình đang chơi cũng rất ok nhé. Bởi vì con âm ly này công suất của nó cũng tương đối là lớn, nó công suất của nó tiêu điện là 53W. Đồng thời con âm ly này có cả cái tính năng chỉnh bass check ở trên khiển nữa, cho nên là nó ra là cái chất lượng cũng em đánh giá là cũng khá là hay trong cái tầm giá rẻ đó. Thì bây giờ hiện tại là em đang test ở cái cổng AUX nhé, qua điện thoại máy tính qua jack 3.5. Đây ạ. Đầu đường chia phôi. Ok các bác nhé, em sẽ test lên cái đĩa CD của nó. Con này là cái dòng đĩa hút anh em nhé. Đây, mình thả cái đĩa vào là nó tự động nó hút vào đấy. Đấy, em sẽ test luôn đĩa CD của nó. Ok rồi, đã đọc bài rồi anh em nhé. Dòng này đi hút nó tự động nó chơi luôn, nhưng không cần ở nút play nữa. Đấy. Ok, anh em chuyển bài đây nhé. Rồi, chơi luôn. Rồi, ok anh em nhé. Đây chỉ là một cái đĩa bình thường em dùng để test thôi chứ em không phải một cái đĩa ca nhạc. Em sẽ test đến ổ MD của nó nhanh em nhé. Đây, em sẽ bỏ cái đĩa MD vào đây. Đấy. Sẽ test đĩa MD của nó. Ok anh em. Ủa, sao lại nhòi ra này? Rồi, em sẽ ấn vào cái phần chạy MD nhé, để cho nó chơi MD. Đó, chơi MD rồi anh em nhé. Ok anh em, như em giới thiệu nhé, thì con này có cả tính năng giải mã thông qua ổ MD. Thì bây giờ em sẽ thao tác cho các bác nhìn luôn nhé. Các bác đang khi mà đĩa MD đang chạy, các bác ấn nút dừng cho em, stop ở đây nhé. Stop, đấy. Đồng thời các bạn ấn cho em một nút có chữ rec đỏ, chữ đỏ rec ở đây nhé, các chỗ em chỉ tay ở đây để có chữ rec ở đây, ấn một rec đấy. Đấy, hiện tại nó đang giải mã cho cái smart tv này xuống nhé. Đấy, đấy, và đồng thời nó giải mã cho cái âm ly em đang để phía dưới chân em này. Đấy, đang hát cho cái cặp loa này, em sẽ bật to mi lên cho các bác xem. Đấy, thế chính là cái tính năng DC của nó các bác nhé. Đấy, tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào cái đĩa MD, anh em gọi là giải mã có mồi đấy ạ. Cho nên mình tốt nhất là nếu chưa giải mã thì mình không nên mua cái cục này để làm giải mã gì cả. Chứ bán cho các bác để làm game ly thôi, để các bác chưa có điện thoại máy tính là chính. Đấy. Ok, em trở về chế độ AUX nhé. Anh em ấn cho em một nút có chữ AUX ở đây. Con này thì nó có nút sâu trên này để là tăng cái cấp độ bass nhé. Nó có hai cấp độ này, cấp độ 1, cấp độ 2 này. Nút sâu nhé. Đấy. Rồi, còn chỉnh bass check anh em chỉnh trên khiển cho em nhé. Đây, anh em chỉnh ở cái nút nút giữa này và lên xuống để tăng giảm nhé. Nút giữa là đấy, ra bass này, lên để tăng bass này, kéo xuống để hạ bass này. Check cũng vậy, lại nút giữa nhé để ra check này, và cũng tăng giảm để lên xuống này nhé. Đấy, ngoài ra mình có thể sử dụng nó để tăng giảm âm lượng nếu anh em ngồi từ xa. Đấy, cũng rất là hay luôn.
và tắt bật nguồn luôn nhé, để rất là tiện lợi, với có một cái điều khiển từ xa rất là tiện lợi. Đó là các cái tính năng của cái cục dàn này. Anh em có thể mua về hoàn toàn chơi với cái cặp loa bát tầm 14 trở lại là ok hết anh em nhé. Tính năng rất hay và đặc biệt chơi đĩa CD MD rất tuyệt vời. Đó. Dòng này thì nó vẫn được đánh giá là tiêu chuẩn Hi-Fi rồi, nó là cái đời cũng khá là cao. Cục này thì em giới thiệu và bán với các bác với mức giá là 860.000. 860.000 bao gồm những gì? Em sẽ nêu luôn là nó sẽ bao gồm cho bác một cái điều khiển nhé, để các bác chỉnh ba chắc và chỉnh âm lượng, nói chung là để thao tác cho nó dễ dàng và tiện lợi nhé. Ngoài ra anh em có nhu cầu mua thêm đổi điện, anh em có nhu cầu mua thêm dây rắc thì inbox nhé, bên em sẽ để anh em với mức giá ưu đãi nhất có thể. Đấy, còn giá em báo thì chỉ bao gồm điều khiển thôi, phụ kiện đi kèm, và đồng thời là bao ship nếu như các bác mua hàng chuyển còn đủ luôn. Còn nếu như các bác chuyển cọc thì vui lòng cọc cho em 200. Tuy nhiên với các chuyển cọc thì các bác vui lòng là trả phí ship giúp em. Bên em chỉ hỗ trợ bao ship nếu như các bác chuyển còn đủ ạ, với các đơn hàng chuyển đủ. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin lại số điện thoại Zalo là 0975 575 262. Ok anh em, con này nó còn có cả tính năng chỉnh nâng cái tiếng ở đây nữa, để em tìm xem nó ở chỗ nào. Cái này anh em về tự mò cho em cho dễ nhé. Đấy, nó có cả chế độ nâng tiếng đấy. Đấy, nâng đến 3 cấp độ. Đây, hướng dẫn anh em luôn nhé. Ấn cho em nút menu này. Menu này nhé. Đấy. Sao anh em vặn cái dòng này cho nó về cái dòng là AUX D Level. Ấn Setup. Đấy. À không phải, xin lỗi anh em. Menu này. AUX Level này. Ấn nút set này. Đấy, nó bắt đầu tăng vặn lên nhá. Max của nó là 3. Thì nó nâng tiếng của nó nhá. Em để 1 thôi. Rồi ấn setup là xong. Đó. Thì tính năng nâng tiếng ở trên cái cục âm ly này. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác và toàn thể anh em.